Phượng với chồng Phượng đi thay đổi không khí, quay quay vườn. Mà trên đường đi á, thì bị kẹt xe nè. Quay trên đường cho quý bà con cô bác xem, hai bên là cây bạc hà, chạy tới đây rất là thơm. Đây là một cái xe mà người ta đại cái đất, người ta đắp vô trong cái gốc cây thêm rồi, quay cho quý bà con cô bác xem. Nên như đây chỉ có cần có một người làm thôi, kỹ thuật máy móc. Đây là một cái luống cải, cây này là cái có cải xanh hồi nãy á. Hình như mới cắt hay gì anh ơi. Cái này chưa đạt tiêu chuẩn à. Chút ta xay luôn. Hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá nào không Hải? Đây này, này. Cái dạ đó, nó đỏ rồi. Dạ. Đây đây, cái này ngon đấy. Cái nào? Thôi, no, 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 cái đó ngon. Bừa quá hả? Cái này sao nè? Cái này nè. Được không? Broccoli. Bông cải trắng nhiều quá trời luôn. Ở đây người ta cắt xong rồi cái là người ta xay ra là thành phân luôn á. Nghĩ chó dùng. Hả? Dùng. Mình nói lụm này về cho con thỏ ăn. Thỏ ăn hết rồi xong mình ăn. Thank you.
nó nhiều gì. Ôi. Cái này không hái á, người ta xài hết trơn à con nè. Dễ sợ non luôn á. Này tao bỏ hết trơn hả? Không ai ăn đâu. Sao đây? Cái tụng này. Trời ơi. Vậy rồi sao? Quá tài luôn. Sao? Bây giờ em trước này ra hay ăn. Em đem trước này ra.
cải trắng tươi luôn nè, quá trời luôn mày. Cái bắp cải này còn nhỏ, chưa có đạt tiêu chuẩn á, người ta hái người ta bỏ hết trơn à. Cái này mà ở bên Việt Nam ở quê á, chắc hái kiểu này chắc ở dưới vườn chắc mấy người mà người ta không có trồng chắc ta lại người ta mót hết á, bỏ uổng quá trời luôn á. Ở đây đâu có ai, đâu có ai lụm đâu, có mình Phượng đi lụm mà nhìn nguyên cánh đồng bắp cải, ai lụm đâu, người ta trồng hết trơn. Cái này non không luôn á, cái này bắp cải nhỏ nè, thấy anh ha, còn non luôn á, non hơn ở ngoài chợ luôn á. Cho quý bà con cô bác xem nè, có non xèo luôn nè, này ngoài vườn luôn ta hái. Công nhận bên đây làm kỹ thuật hay, sáng cái mấy người mà ta hái bắp cải ta bỏ vô thùng đi hết, chưa cái có một người một chiếc xe lợi nè xay mấy bắp cải này ra hết, rồi xong rồi cái người kế tiếp cài luôn, coi kìa, làm rất là mau. Rồi bây giờ thôi mình đi nữa, mình quay cái khác nữa cho quý bà con cô bác xem. Rồi lên xe. Clip là có một cái mương để chứa nước, nhưng mà ở đây người ta đã đi đường ống hết rồi, coi như là không có phải giống như ở quê mình làm như vậy. Tiên Phượng mới thấy á, mần cỏ kiểm tra cái cây xà lách rồi sẵn đây đi mà thấy cỏ là cắt cái cọng cỏ bỏ luôn.
không mà đi dài dài không ha, không có cần phải ngồi làm giống như vẫn nhớ hồi lúc nhỏ cô hồi xưa ha. Chủ vườn á người ta cho quay cũng hên xui nữa. Thank you, sir. Em kêu ông cho em cái thùng để em đi lụm mấy cái bông bắp cải này nè, ông cho nguyên cái thùng đó luôn. Quá trời sốt luôn đó nè. Là em biết chứ không, ở đây họ không cho đồ dư. Phải không? Đồ mình là bán được thôi à, bán được à. Em đưa cái hình em nói là cho con thỏ ăn chứ không phải em ăn. Thì mình nhận thôi. Wow. Đây là
cụm tay cho con thỏ nè. Đem về cho thỏ ăn. Reduced joint symptoms in adults with active psoriatic arthritis. Some patients even felt less fatigued. Serious allergic reactions may occur. Tremfya may increase your risk of infections and lower your...
ký vô một cái công ty để cho người ta quản lý mấy người đi làm này, thì có cái người đây người ta quản lý, người ta đợi mấy người làm xong là người ta sẽ trở về. Và ở sau này á, nếu mà ai mà có đi làm mà có phát biểu rồi á, thì đây có hai cái ba cái nhà vệ sinh. Đây là quay cho quý bà con cô bác xem. Có thu hoạch nữa, đi cái này cũng hên xui đó. Giờ Phượng với bà con cô bác đi vô hỏi coi coi chủ vườn có cho Phượng quay không, cho thì Phượng quay chia sẻ cho với bà con cô bác xem. Ồ cái vườn này tốt quá trời luôn nè, cái vườn này hình như cải già hơn nữa hết á, bởi vì người ta mau lẹ người ta thu hoạch, chứ nếu mà không á là để đây nè, nếu mà mấy bông cải vậy nè, là tới ngày dữ lắm rồi nè, nếu không thu hoạch đó là cái già, cái già nè, thì thu hoạch cái cỏi cái bông này là ta bỏ nè. Vô hỏi thôi, ơi. Bây giờ tiến gần hơn nữa là chồng Phượng đi vô hỏi, cái khó là cái khó này nè. Thôi giờ anh vô hỏi đi, em quay anh, rồi đi vô đi, làm mặt hơi chơi chai. Ready for dinero. Mm-hmm.
xong rồi bây giờ chờ lá chờ. Còn mấy cái cây cũ là bỏ hay là đợi ta? ¿Cuánto tiempo más? Pues unos 3 días más. 4 días. Van ahí. ¿Quieres un bolsa? Quiero uno, esta. Un bolsa, quiero. Bolsa, una bolsa, dice. Una bolsita para que le eche. Oh, we just... You have any questions? Oh, because that was something that you guys were trying to ask something. Oh, no, we're trying to film what you guys do, that's all. Yeah. Thank you. Cắt cái này ra mình ăn này cũng ngon không?
dựng cái bộ cải ra đem vô nhà. Bộ cải với bắp cải nhiều quá trời. Ba cái đồ này người ta bỏ hết trơn, người ta sai. Phương tiếc Phương lụm lại. Thấy cái bông cải này á, nó còn non lắm nè, non xèo luôn á. Mà tại vì nó trồng nhiều khi có những cái mà nó lên không có đồng đều, rồi người ta bỏ luôn. Thực sự non xèo luôn nè. Quay cho quý bà con cô bác xem. Nhiều quá ăn đâu có hết đâu. Cũng không biết sao nữa. Hái về quá trời luôn nè. Cái này bự quá. Đó. Bông này, cái này chà bá luôn. Chà bá lửa. Ngồi đây coi không biết có ai đi ngang không, mình cho cái nhỏ nhỏ, cái bự bự nè. Nhiều quá ăn gì hết ta. Giờ không biết làm sao đây ha. Ôi, mấy cái bông này cái bự quá trời luôn. Cái ham. Rồi mấy cái này nè. Mấy bông cải này nó già rồi, người ta bỏ rồi. Nè, nhưng mà mình ăn thì cũng còn được. Ăn ăn cái non này nè. Quá tai ngon luôn. Con xèo luôn ha anh ha. Hả? Non như gái 18 nha. Gái 18. Con xèo luôn. Còn cái này lớn tuổi. Ôi. Nhiều quá tai luôn nè. Thùng bông cải luôn á. Ăn đâu có hết đâu. Cái này chút xíu Phượng đi vô Phượng luộc, Phượng chấm chao ăn. Anh này luộc chấm chao ăn được không anh? Hả? Cười. Đây nè. Vậy rồi sao trời, mấy cái bông cải quá. Quá tay xèo luôn. Không gì hết. Cái này mà Phượng mà đi mà đem một cái xe chồng Phượng cho hái nữa chứ, nếu mà đi mà một cái xe này Phượng chở cũng hết nữa đó. Mà đi vô đó mà lụm mà thấy ham luôn á. Giống như người ta chồng rồi xong rồi mình là người lụm mà. Đâu có mất mát gì đâu mà thấy ham dễ sợ luôn á. Ngày mệt rồi về chấm chao rồi thấy xong luôn nè. Con cái cải này nó non nè, con xèo à, nhìn nó nhỏ nhỏ vậy chứ nè, thấy không? Ôi cái này non ngon luôn á, non ăn coi nè. Con xèo à, ba nói cái này ăn non ngon. Ngọt luôn á. Đi tới ngày trời về mất được bao nhiêu một thùng bông cải nè. Cái cùi người ta dục rồi không lắm. Phượng nói để đem về kho cho ai thử rồi. Quá trời rồi. Ngồi đây không biết có ai ăn không cho bớt. Qua đây lấy một cái thùng thùng bông cải, ừ. Ồ đem qua cho bạn anh bên kia kìa. Này bây giờ đi dân qua hỏi anh có cơm nhiều không? Cầm bánh bưng nha. Bưng để ra đây thôi ha. Thôi thâu lưng á. Cái này thấy ham không? Đây Phượng đem qua cho cái ông bên đây. Ê kìa, mà thấy ham quá, vô bịch luôn á. Rớt xong
Rachel, you want salad? Lettuce. Salad. Thank you. How are you? You want broccoli? Just two. Two's good. Hi, Tony. How are you? Bây giờ Phượng lấy thêm một cái bông cải nữa qua Phượng cho nữa. Ở nhà ăn đâu có hết đâu. Chia bớt. You're welcome. Nói gì anh? Không thích broccoli. Không thích broccoli hả? Không. Tặng cho ông cái. Tặng cho ông cái bông bự nữa hả? Nói không cho ông mấy cái bông này cho ông ăn. Bỏ trong cái sách đỏ thôi. Đưa cái thùng vô. Ba cái được ha. Dưới một cái bông bự. Nice flower. Huh? You want big one or you want small? Small. Huh? The, those are babies. Bỏ người thùng cho chị á. Cái gì? Vậy đấy không? À. Trái được à? Một cái được hả? À, để cho người ta. Nè, cái bự đi, lấy cái bự đi ha. Lấy nhiều rồi ăn hết rồi khác không có. Nè. Đem cái hả? Còn này bỏ hả? Không bỏ đâu chị. Tưởng bỏ đem người đang già ăn. Trời ơi, mấy cái này ăn được mà. Cái này. Không, cái này nè. Cái này kho chai ăn ngon lắm á chị. À, cái củi đâu á hả? Cái củi ăn giống như cái củ cải vậy đó. Chị kho bao giờ chưa? Làm dừa có cho chưa? Chị làm chua chua cho chị vài cái thử coi. Chị lấy ăn nào. Lấy xà lách nè. À. Mấy cái lên về ăn. Ở đâu dữ vậy? Đi farm. Đi farm về á. À. Cái này không phải đồ dục nha chị. Không, đã biết rồi. Đừng dục ổn nha. Rồi. Hải trên nè. Hải trong vườn luôn á. Cái này á đem về mình gọt ra lấy lõi trong. Cái lõi á chị kho cái ăn nó ngon. Để cho chị về. Rồi, chị. Sao bỏ đây? Bung về, bung về xong mấy đi. Nè chị. Đó, cho chị về chị kho ăn thử coi. Lấy thêm bông cải không chị? Không được rồi, đủ. Cái này lấy thêm không? Không, đủ rồi. Cái này cũng ba cái. Nhiều quá, ăn mệt luôn ha. Ăn mệt luôn. Ăn xong hết đi bộ luôn. Cảm ơn nha. Dạ, không có chi chị ơi. Ăn lâu không là đâu. Ôi vậy chứ nặng ghê nha ta. Cho nguyên thùng luôn ha. Hả? Cho nguyên thùng luôn ha. Lâu lâu đi farm về lấy quá trời luôn. Cái này, cái hiệu này của cái tiệm nào bán vậy ha anh ha? Ở đâu ha? Không biết này chắc nhập đi chỗ xứ khác quá. Với cái tên này mình không biết ở đâu nữa. Anh à.
Ngồi đây coi coi ai ăn không ạ. Bỏ mấy cái broccoli lên trên cái thùng đi. Giờ đâu thùng này không được. Bỏ đây đi. Này ngày mai anh lấy cho mấy bạn của anh á. Hả? Có không? Cho người một cái à. Kêu tờ lấy. Hả? Kêu tờ lấy. Kêu bạn tới lấy ha. Còn mày nữa nè. Cái này vô cắt nhỏ nhỏ ra ăn chấm chào đồ ăn cũng ngon ghê. Đây kìa. Kêu chị đó chị đi nữa kìa. Để em hỏi à. Từ mấy người xin về xong rồi chị cho nó. Bán gì chị? Cho chị ăn bắp cải không? Em cho chị nè. À, xà lách có nhiều lắm. Khỏe bên kia. Hả? Dạ bữa nay đi lại chỗ kia người ta cho nhiều quá nè. Lấy một cái hai cái bắp xà lách về ăn. Xà lách thì nhiều. Em đi ra ngoài á, em quay á, người ta tặng em, kêu chị cho bớt. Chứ mình em ở nhà mà em ăn nhiêu đây chắc em giờ cũng... không còn trồng cây nữa. Trồng cành lúc này quan tâm đến mấy anh hôm lát rồi hết tinh thần trồng rồi. Đẹp đồ mày cả đất qua đây. Mà chị được. Bỏ đây giúp chị ấy luôn nha. Chị luôn nè, mấy bông xà lách trong đây luôn á. Em về ăn phụ đi. Bên đây giờ ăn cũng ít. Vậy hả? Kệ về trộn chua ngọt rồi ăn chị. Ăn rau củ nó cũng tốt. Ăn nhiều đâu. Vậy hả? Kệ cho ông ăn cải rồi nó cũng tốt cho sức khỏe. Ăn cải thì tốt. Anh cố gắng ăn cải nha anh. Ăn cải với xà lách rồi tốt cho sức khỏe. Ăn cải thì cải lộn mà. Cái này ăn bắp cải mà anh. Đây nè. Anh ơi. Cái này ăn bắp cải tròn trịa nè. Không, em đi vô mấy cái vườn cải đó người ta hái mà mấy cái bông cải này nè. Chỗ farm trồng. Dạ. Mà cái mấy cái bông cải này nó chưa có bự á, chưa đạt tiêu chuẩn cái người ta bỏ đó. Cái em thấy em tiếc quá, em bẻ đem về uổng dễ sợ luôn. Tươi dễ sợ luôn chị, em cắt về. Ngon á. Em về ăn. Như nó có, em có thấy nó có bông màu tím này nọ. Bông tím là tại nó già chị, cái này nó non. Nó có cái màu tím mà. Đây nếu lên tím quá là nó già. Nó màu tím với màu xanh luôn. Dạ có là màu xanh. Màu tím có. Dạ. Ok, rồi đem về làm ăn cho ông xã ăn chị. Tối nay coi đi đâu chị nha. Dạ. Tối nay lên á. Ngày nào cũng coi. Ờ vậy hả? Mostly ngày nào cũng coi. Anh lên sống không anh? Qua đây đứng một cái đi. Ôi dạ cha ơi. Giờ đem qua thêm một nhà đối diện nhà Phượng nữa. Chia ra ăn. Không biết có thích lấy không ha. Cái này tươi nhiều quá ăn không hết. Hồi nãy giờ đứng đây mà cho mấy anh chị đi vòng vòng đây mà còn một thùng đây nè.
khói bốc nghi ngút luôn nè, thơm quá trời luôn. Mới luộc xong ra đây nè, Phượng lấy một cái nĩa này, Phượng xiêm Phượng ăn thử coi. Cả ngày trời đi quay phim rồi lụm được mấy cái bông cải này ở ngoài vườn mà người ta bỏ lại, người ta không có đạt tiêu chuẩn người ta bán á, cho nên chủ vườn người ta bỏ lại thì mình lụm lại mình đem về mình ăn. Thật sự ra cũng rất là cảm ơn chủ vườn này, người ta cũng làm cho tới khi mà mình đem tới miệng mình ăn như vậy là cũng quý dữ lắm luôn á quý bà con cô bác. Phượng cảm ơn nhiều lắm, và chủ vườn này đã tạo cho Phượng một cái cơ hội để Phượng quay cái video này lên cho tất cả quý bà con cô bác xa gần trong nước ngoài nước xem. Cảm ơn cái chủ vườn. Rồi thứ hai nữa, cảm ơn ông xã của Phượng là đã nhiệt tình đi theo Phượng quay cho Phượng cái video này để gửi lên tất cả quý bà con cô bác xem. Bây giờ thôi mình ăn đi ha. Ngon lắm. Ăn này á, Phượng ăn vậy á, ít dầu mỡ, hạn chế chất béo trong người. Thì cái này á, cái bông cải này Phượng thấy ai cũng biết hết mà, có thể chế biến nhiều thức ăn, giống như nấu canh, xào, chiên, kho gì á, làm đủ thứ món ăn để mình ăn qua ngày đó. Thì Phượng cũng cũng không biết nói gì nữa, thì Phượng xin phép dừng cái video ở đây để khép lại cái video để ăn cho nó tự nhiên. Và tới đây Phượng dừng cái video, Phượng bye tất cả quý bà con cô bác nha. Và Phượng mến chúc tất cả quý bà con cô bác nhiều sức khỏe, giữ gìn sức khỏe trong mùa COVID. Bye bye, và Phượng hẹn gặp lại video kế tiếp.